em á. Anh làm như vậy em cảm thấy rất là hối hả, rất là buồn. Anh ơi, em không em, nhưng mà anh mà trời em, anh đùa, anh mới đi Dubai cho em về hả? Dubai là vậy là anh đi Thái Singapore cho em á hả? Dubai không phải là Thái, nó là xứ Ả Rập. Là bên miền anh thôi, ở đâu cũng được, nói chung là đây là. Nhưng mà anh xin cái này làm chi vậy? Bọn định chơi ngải hay sao? Nó giúp em mua mai bán đắt. Ở đây xong đi rồi mình đi khách sạn rồi đi uống chung. Thôi đừng có giận anh nữa mà. Giận cái gì? Bữa trước ai nói á là tôi đừng có mê trai nữa. Thì đúng rồi. Không được quyền mê bất kỳ một thằng nào khác. Đại gia người Mỹ đẹp. Đại gia. Thôi đi. Biết người ta Thái là hay làm những trò chung tục. Một trăm thằng những kinh nghiệm chưa chắc bằng. Anh nguyện từ nay trở về sau chỉ chuẩn bị với một mình em thôi. Mọi người sinh ra đều có cái vị trí riêng của mình mà. Tại sao tôi vừa có hạnh phúc phải vô đây phá hoại tôi, phải đánh con để cho tôi đau khổ với chịu hả? Làm ơn, đừng